hàng loạt xe tăng hạng nặng của NATO bị phá hủy tại mặt trận Kos. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, có lẽ kể từ khi xảy ra cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, thì mặt trận Kos là nơi mà vũ khí phương Tây viện trợ cho Kiev bị phá hủy nhiều nhất. Trong khi đó, thì nội bộ nước Mỹ cũng đang trở nên rối ren hơn khi cuộc bầu cử chính thức sắp diễn ra. Cùng với sự can thiệp của Mỹ tại mặt trận Ukraine, Trung Đông, và có thể là ở cả khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những sự kiện này trong video ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Hàng loạt xe tăng hàng nặng của NATO bị phá hủy tại Kursk. Cùng với quân đội tinh nhuệ và lính đánh thuê nước ngoài, cuộc tấn công bất ngờ của Kiev tại khu vực Kursk có liên quan đến việc sử dụng một loạt các thiết bị của NATO. Dưới đây là những vũ khí hàng nặng của phương Tây đã bị Nga phá hủy hoặc thu giữ tại mặt trận Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổn thất của Ukraina tại Kursk kể từ ngày 6 tháng 8 bao gồm hơn 70 xe tăng, hơn 30 xe chiến đấu bộ binh, 58 xe bọc thép trở quân, hơn 380 xe ACV và 37 khẩu pháo, 5 tên lửa đất đối không, 9 hệ thống tác chiến điện tử và 5 thiết bị kỹ thuật số. Cụ thể là xe tăng Challenger 2, đây là dòng xe tăng hiện đại duy nhất chưa từng bị hỏa lực của đối phương phá hủy, khi mà London bắt đầu gửi chúng đến Kiev vào năm ngoái. Tuy nhiên, một loại đạn dược của Nga đã phá hủy một chiếc Challenger 2 ở Kursk vào giữa tháng 8 này. Còn đối với xe tăng Abram thì cũng mất đi vẻ hào nhoáng sau khi được gửi đến Ukraine. Với vụ tiêu diệt Abram đầu tiên ở Kursk được báo cáo vào tuần trước, cho đến nay ít nhất 20 trong số 31 xe tăng Abram đã được cung cấp cho Kiev đã bị quân đội Nga phá hủy. Đối với pháo phản lực HIMARS, theo số liệu của Bộ Quốc phòng, ít nhất thì 3 trong số các hệ thống pháo phản lực có độ chính xác cao này đã bị phá hủy trong cuộc tấn công tại Kursk. Con Stryker cũng đã bị lực lượng Nga phá hủy cùng với những chiếc Marder. Vào tuần trước, một đoạn phim cho thấy một chiếc Marder được sử dụng để phá hủy nhà cửa tại một ngôi làng thuộc khu vực Kursk, nhưng mà sau đó đã bị lực lượng Nga phá hủy hoàn toàn. Đối với xe chiến đấu bộ binh Bradley, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng ít nhất 8 chiếc Bradley đã bị phá hủy chỉ trong vòng 24 giờ vào ngày 12 tháng 8 tại mặt trận Kursk. Cùng với đó là 5 chiếc Bradley khác cũng đã được báo cáo là bị phá hủy trong những cuộc giao tranh tại những mặt trận khác cho đến nay. Đối với xe bọc thép M113 ABC, những chiếc xe bọc thép có bánh xích từ thời những năm 1960-1970 cũng đã được phát hiện đang hoạt động tại khu vực Coast. Ít nhất một chiếc M113 đã bị máy bay không người lái FPV nhắm tới. Ngoài ra, thì các loại vũ khí NATO khác đã được phát hiện và phá hủy hoặc phong tỏa tại khu vực Coast bao gồm xe bọc thép Roshel, Senato do Canada sản xuất. Các xe của NATO được phát hiện tại khu vực Coss nhưng mà chưa được xác nhận là đã bị phá hủy, bao gồm xe bọc thép Husky TSV của Anh và IMV Kotoka Cobra do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Bên cạnh đó thì Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 26 tháng 8 rằng lực lượng Ukraine đã mất 6.200 quân nhân và 73 xe tăng kể từ khi bắt đầu chiến dịch tại khu vực Coss. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm phía Bắc của Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine và ngăn chặn các nỗ lực tấn công của quân đội nước này theo 8 hướng trong khu vực. Đồng thời nói thêm rằng Kiev đã mất tới 30 người, một xe tăng và 3 xe chiến đấu bọc thép. Căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Hezbollah và Israel Căng thẳng giữa Hezbollah và Israel đã bùng nổ giữa một loạt các cuộc tấn công qua lại. Theo các nhà quan sát, không bên nào thực sự muốn một cuộc chiến tranh toàn diện diễn ra vì nó sẽ có thể chấm dứt mọi hình thức cuộc sống bình thường của các bên cũng như nhấn chìm hy vọng của Tehran trên mặt trận ngoại giao và kéo dài nguồn lực của Mỹ đến đỉnh điểm. Các hãng hàng không lớn đã bắt đầu chuyển hướng các chuyến bay đến và đi từ Beirut và Tel Aviv vào cuối tuần qua trong bối cảnh lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Hezbollah và Israel. Sau các cuộc tấn công trên không quy mô lớn của hơn 100 máy bay chiến đấu Israel nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah trên khắp miền Nam Liban vào sáng hôm 25 tháng 8. Trong phải bắt biểu trên truyền hình hôm 25 tháng 8, thủ lĩnh Hezbollah là Hassan Nasrallah đã trích dẫn việc dân quân nhắm mục tiêu thành công vào các địa điểm quân sự và tình báo của Israel. Nasrallah cho biết sự chậm trễ trong phản ứng của dân quân đối với vụ ám sát xuất vào hôm 30 tháng 7 là nhằm mục đích tạo thời gian cho các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza có kết quả. Ông này cho rằng đây là một cơ hội mà thủ tướng Netanyahu và Mỹ không biết tận dụng. Giới quan sát bình luận rằng các tác nhân khu vực và quốc tế đã gián tiếp tham gia vào cuộc chiến này, tiêu biểu như Mỹ và Iran không có ý định tham gia trực tiếp. Các chuyên gia cũng chỉ ra các yếu tố của cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ sắp tới cùng với những nỗ lực của Iran nhằm xích lại gần hơn với các nước phương Tây về mặt ngoại giao sau cuộc bầu cử vào tháng 7 vừa qua. Bởi vậy nên các cuộc tấn công qua lại gần đây mặc dù có vẻ nghiêm trọng nhưng vẫn có kiểm soát. Điều này ám chỉ rằng không bên nào sẵn sàng chuyển tình hình hiện tại thành một cuộc chiến tranh lớn hơn. Bên cạnh đó, có nhiều lý do khác khiến cho Israel và đặc biệt là Mỹ không thực sự muốn xảy ra một cuộc xung đột toàn diện. Hezbollah không giống như là Hamas, đây là một lực lượng đáng cơm và có thể sánh ngang với quân đội của các quốc gia về nhiều khía cạnh. Điều đó sẽ gây tổn hại cho bất kỳ quân đội nào tấn công họ. Hezbollah có thể đe dọa Israel bởi sức mạnh từ những tên lửa đạn đạo mà họ có. Những tên lửa này có khả năng vô hiệu hóa hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel. Chính các cuộc tấn công gần đây của Hamas vào Israel đã chứng minh rằng hệ thống phòng không của Israel không thể phát huy hiệu quả là bảo vệ 100%. Và nếu cuộc xung đột leo thang thành một cuộc chiến tranh thực sự với Hezbollah, thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn đối với theo Aviv. Còn đối với Mỹ, thì việc triển khai thêm các nguồn lực cho khu vực này cũng sẽ trở nên tốn kém hơn nhiều khi cần quá nhiều chi phí để có thể bảo vệ Israel. Máy bay quân sự của Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật Bản Các quan chức Nhật Bản cho biết, vào sáng ngày 26 tháng 8, một chiếc máy bay trinh sát Y-9 của quân đội Trung Quốc đã xâm phạm không phận Nhật Bản tại quần đảo Nagio, ngoài khơi của tỉnh Nagasaki. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, chiếc máy bay này đã bay quanh khu vực gần quần đảo trong một thời gian, sau khi rời khỏi không phận Nhật Bản. ngay sau đó, thì chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc về hành vi vi phạm này, sự cố xảy ra vào thời điểm Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động quân sự xung quanh Nhật Bản. Chính quyền Trung Quốc thường xuyên cho máy bay bay qua không phận quốc tế trên biển Hoa Đông, nhưng Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận rằng sự cố mới nhất là lần đầu tiên máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật Bản. Ngay sau sự việc, thì thứ trưởng ngoại giao là ông Matsutaka. Okano cũng đã triệu tập một quan chức cấp cao tại đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo vào tối ngày 26 tháng 8 để yêu cầu mạnh mẽ ngăn chặn bất kỳ trường hợp nào như vậy tái diễn trong tương lai. Tổng cục trưởng Cục các vấn đề châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Namazu Hirozuki, cũng đã nộp đơn phản đối khi mà ông gặp tổng cục trưởng Cục các vấn đề châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lưu Kim Tùng tại Tokyo. Sự việc diễn ra ngay sau khi một nhóm nhà lập pháp lưỡng đảng của Nhật Bản đã đến thăm Đài Loan để thảo luận về các vấn đề an ninh, khiến Bắc Kinh phải đưa ra tuyên bố cảnh báo rằng Nhật Bản phải trả giá đắt nếu như mà can thiệp vào kế hoạch của chính quyền này đối với Đài Loan. Các nhà lập pháp Nhật Bản đã gặp Tổng thống Đài Loan lại thành Đức vào ngày 14 tháng 8 và Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Lâm Gia Long vào ngày 15 tháng 8. Chính quyền Bắc Kinh đã lên tiếng về ý định chiếm giữ Đài Loan bằng vũ lực nếu họ tin rằng điều đó là cần thiết. Và nếu Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với quốc đảo này, thì điều này sẽ mang lại cho chế độ này lợi thế chiến lược so với Nhật Bản. Eo biển giữa Trung Quốc và Đài Loan cũng là một tuyến thương mại quốc tế rất quan trọng. Một số quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết, còn quá sớm để kết luận rằng hành động mới nhất của Trung Quốc là cố ý. Nhật Bản sẽ tiếp tục đánh giá sự cố, đồng thời theo dõi hành động của Trung Quốc. Trước đó, thì máy bay phi quân sự của Trung Quốc đã hai lần xâm phạm không phận Nhật Bản vào năm 2012 và năm 2017 cả hai đều bay quanh không phận xung quanh quần đảo Senkaku của Nhật Bản, nơi mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền ở gần khu vực Okinawa. Trung Quốc có thể chiếm đảo Đài Loan trong 6 tháng Các nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh và Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ cảnh báo rằng Trung Quốc có thể giành quyền kiểm soát quần đảo Kim Môn ngoài khơi của đảo Đài Loan trong vòng 6 tháng tới vì tin rằng Mỹ sẽ không có phản ứng mạnh mẽ trước hành động tấn công này của mình. Các nhà nghiên cứu đã viết trong báo cáo được công bố vào hôm 21 tháng 8 rằng tại Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden đang trong giai đoạn khó khăn sau khi tuyên bố rút khỏi cuộc đua Tổng thống vào năm 2024. Bối cảnh chính trị của Hoa Kỳ đang trong tình trạng rất hỗn loạn và chia rẽ trong bối cảnh cuộc bầu cử đang diễn ra. Cùng với cuộc chiến tại giải Gaza và Ukraina, người dân Hoa Kỳ không muốn giới chức nước này lấn sâu thêm vào các cuộc chiến tranh. Tập có thể tin rằng, những yếu tố này sẽ ngăn cản Hoa Kỳ phản ứng kịp thời và mạnh mẽ đối với chiến dịch kỳ môn của ông trước khi Tổng thống Hoa Kỳ mới nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Báo cáo được công bố trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Đài Loan sau cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan vào tháng 1 của ông Lại Thành Đức. Cơ quan Cảnh sát biển Đài Loan cho biết các tàu tuần tra của họ đã trục xuất 835 tàu thuyền Trung Quốc khỏi vùng biển do Đài Loan kiểm soát từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay. Số lượng tàu thuyền của Trung Quốc tại vùng biển này đã khiến cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khâu Quốc Chính phải cảnh báo rằng Trung Quốc đang cố gắng để thiết lập một chuẩn mực mới xung quanh vùng biển này. Vào tháng 7 vừa qua, căng thẳng trên eo biển Đài Loan đã gia tăng sau khi mặt tàu Tuần Duyên Trung Quốc bắt giữ một tàu cá của Đài Loan, cách quần đảo Kim Môn khoảng 17,5 hải lý. Các nhà nghiên cứu cho biết chính quyền của ông Lại Thanh Đức đang phải đối phó với những cuộc chiến chính trị thường xuyên với liên minh đối lập gồm quốc dân đảng và đảng nhân dân Đài Loan. Những đảng này đang tạo ra một liên minh để cố gắng cản trở chương trình nghị sự của đảng TPP, nhằm ngăn chặn sự bành trướng của chính quyền Bắc Kinh. Do đó mà các nhà nghiên cứu lập luận rằng, cả Mỹ và Đài Loan đều rất khó khăn có thể phản ứng một cách hiệu quả nếu như Trung Quốc quyết định tấn công quần đảo Kim Môn. Được biết rằng quần đảo Kim Môn nằm cách Trung Quốc đại lục khoảng 3 dặm và cách Đài Loan khoảng 124 dặm do Kim Môn gần với Trung Quốc hơn, nên rất khó để Đài Loan có thể bảo vệ quần đảo này. Và để tấn công Kim Môn, Trung Quốc có thể thực hiện hoạt động đầu tiên, sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc bình thường hóa các cuộc xâm nhập vào vùng biển hạn chế và bị cấm của Kim Môn, cho đến khi các cuộc xâm nhập như vậy xảy ra gần như hàng ngày. Tiếp theo, Trung Quốc sẽ bắt đầu các nỗ lực bắt giữ các tàu Đài Loan ở vùng biển mà Trung Quốc không kiểm soát một cách rõ ràng, và sẽ bắt đầu bay UAV giám sát dân sự trực tiếp trên các căn cứ quân sự của Kim Môn. Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng cảnh sát biển Trung Quốc sẽ dàn dựng hoặc tận dụng sự cố đáng tiếc và sử dụng sự kiện này để thiết lập khu vực cách ly xung quanh đảo Kim Môn và ngăn chặn việc chuyển giao thêm bất kỳ vũ khí nào đến các đảo quanh quần đảo này. Và để cô lập quần đảo Kim Môn hơn nữa, Trung Quốc sẽ áp đặt vùng cấm bay trên khu vực này và phá hủy các tuyến cáp ngầm của quần đảo này kết nối với đất liền Đài Loan. Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng, Chính phủ Đài Loan cuối cùng sẽ phải nhượng bộ và đồng ý biến quần đảo Kim Môn thành khu phi quân sự. Cuối cùng thì Trung Quốc sẽ thành lập các tiền đồn và văn phòng liên lạc của chính phủ tại Kim Môn với lý do là giám sát quá trình phi quân sự hóa và duy trì hòa bình. Họ có thể điều hành các tổ chức này cùng với chính quyền dân sự của Kim Môn. Trung Quốc sau đó sẽ biến Kim Môn thành một mẫu hình, một quốc gia hai chế độ mà họ muốn áp dụng cho Đài Loan. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng trình tự của các hành động mà Trung Quốc sẽ thực hiện để chiếm Kim Môn là kịch bản rất tốt. Nhưng mà chắc chắn sẽ có những rủi ro có thể làm chệch hướng kế hoạch của Bắc Kinh. Nếu Trung Quốc thực hiện lệnh cách ly đối với Kim Môn, một hành động được khuyến nghị mà Mỹ và các đồng minh có thể phối hợp là cho tàu chiến của họ đi qua eo biển Đài Loan. Một khuyến nghị thứ hai là cùng nhau áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính và hạn chế thương mại đối với Trung Quốc để ngăn chặn khả năng xảy ra bất kỳ hành động xâm lược nào trong tương lai của Trung Quốc đối với các đảo ngoài khơi của Đài Loan, bao gồm quần đảo Kim Môn và quần đảo Mã Tổ. Đạo luật quan hệ Đài Loan là luật cho phép Hoa Kỳ có thể cung cấp cho hòn đảo này thiết bị quân sự để tự vệ. Luật này được ký sau khi Washington chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc để ủng hộ cho Bắc Kinh vào năm 1979. Việc Mỹ không phản ứng hiệu quả với một cuộc khủng hoảng như vậy sẽ gây ra những tác động tiêu cực lan tỏa đến niềm tin của các đồng minh của Mỹ tại khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines, cùng với nhiều chiếc ô phòng thủ của Hoa Kỳ. Do đó mà việc duy trì chủ quyền của Đài Loan đối với hòn đảo này là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với Mỹ và châu Âu. Thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.